Kênh Hoàng Ngọc Biển Đông xin kính chào cô chú anh chị em. Chúc cô chú anh chị em một ngày mới an lành và nhiều may mắn. Hôm nay mình sẽ nói về cái chủ đề về bóng đá. Thì được nhiều người yêu cầu làm cái clip về Messi. Thì trước khi làm về cái clip Messi ngày hôm nay thì mình xin chúc đội tuyển Việt Nam có một cái trận đấu tưng bừng và thắng đầy thuyết phục với đội tuyển Indonesia trong đêm qua và làm cho người khán giả vui mừng suốt cả một đêm. Thì cái clip ngày hôm nay thì có khán giả yêu cầu là mình làm một cái clip về đội tuyển Argentina, vì sao Messi không cùng đội tuyển Argentina vô địch thế giới. Thì thưa các bạn, thì chúng ta biết là để vô địch một cái giải đấu lớn thì hoặc là một giải đấu nhỏ như thế nào đó thì nó sẽ có hội tụ những yếu tố. Thì những yếu tố mình nêu ra như thế này: thứ nhất đó là chất lượng cầu thủ, thứ hai là huấn luyện, và thứ ba là thiên thời địa lợi, và cái thứ tư là góp phần chiến thắng, đó là sự may mắn. Thì nói về cái đội tuyển Argentina thì chúng ta biết đó là một cái đất nước mà rất là cuồng nhiệt bóng đá và một cái nước là láng giềng với đội tuyển Brazil. Thì chúng ta biết đây là hai cái đất nước mà có nền bóng đá gọi là hàng đầu thế giới và sản sinh ra rất là nhiều cái cầu thủ gọi là kiệt xuất của bóng đá thế giới, như là ở Argentina thì có là Diego Maradona, còn Brazil thì có vua bóng đá là Pelé. Và sau này sản sinh ra rất là nhiều cái cầu thủ tài năng không kém gì thế hệ Pelé và Maradona. Thì trong đó thì có như là Brazil thì có Ronaldo, rồi Argentina thì hiện nay thì có Messi, trước đó thì còn rất là nhiều cái cầu thủ nổi tiếng. Thì mình sẽ phân tích về vì sao Messi không cùng cái đội tuyển Argentina là vô địch thế giới. Thì mình sẽ lấy từ cái mốc là năm 2006 là lần đầu tiên Messi tham dự World Cup cùng đội tuyển Argentina được tổ chức tại Đức. Thì năm đó thì Italia đã lên ngôi. Thì như thế này, thì năm 2006 nếu mà các bạn có xem về đội tuyển Argentina thì chúng ta thấy là ở thời điểm này đội tuyển Argentina có một cái đội hình cực kỳ mạnh mẽ, rất là đồng đều ở các tuyến. Ví dụ như là ở hậu vệ thì có trung vệ là cực kỳ xuất sắc, đó là Ayala, và bên cạnh đó là Sorin, rồi một hậu vệ cánh là của MU, đó là các Hazard. Rồi ở hàng tiền vệ thì có rất là nhiều người là gây cái chắc kính cái khu trung tuyến, đó là Pablo Ema, rồi ghi kính ơi. Hàng tiền đạo thì có là Carlos Tevez, rồi Hernan Gabo, vân vân, rất là nhiều cái cầu thủ tài năng còn lại có trong cái hình tham gia cái World Cup 2006. Thì đây là một cái đội hình mà khi tôi xem năm 2006 thì đội hình là rất là kỳ vọng để vô địch thế giới. Vì sao là kỳ vọng? Thứ nhất, đây là một đội hình rất là đồng đều và rất là từng trải trên các đấu trường của châu Âu ở các giải vô địch quốc gia cũng như là cúp C1. Thì tôi còn nhớ là đội tuyển Argentina đã thua Đức ở trận tứ kết, và cái người mà làm cho tôi thất vọng trong một bốn yếu tố tôi vừa nói đó là huấn luyện. Thì trong trận đấu tứ kết với Điện Đức thì Argentina dẫn trước là cái đội Đức 1-0, và cái hàng tiền vệ của đội tuyển Argentina lúc đó được đánh giá là Bắp Lama và đặc biệt là Lý Kinh Mơi, là nhạc trưởng giữa sân. Thì khi Argentina dẫn trước Đức 1-0 thì đến phút 70 thì huấn luyện viên đã thay Lý Kinh Mơi. Thì vào cái thời điểm đó khi chúng tôi ngồi coi thì chúng tôi là rất là giật mình, là tại sao mà thay một cái gọi là cái xương sống, cái trục giữa mà đang linh hoạt, đang là triển khai bóng rất là tốt,
Thì sau khi game mới được thay ra thì vào khoảng phút 80 của trận đấu thì đội tuyển Đức đã gỡ bàn sau một cái pha mà ta tạt bóng vào và một cầu thủ đã đánh đầu nói để Milos Rosier cân bằng tỷ số 1-1, và sau đó thì tinh thần cái đội tuyển là đã xuống và cuối cùng thì đã thua đội tuyển Đức. Thì qua đây thì chúng ta thấy đây là một lần đầu tiên Messi tham gia World Cup 2006 thì thi đấu tương đối là rất ấn tượng. Thì cũng tính từ cái mốc này thì tại sao Messi không vô địch, thì năm nay năm 2006 này thì đó là một cái lỗi thứ nhất, đó là về huấn luyện, đó là cái lỗi lớn nhất. Sự thay đổi người của huấn luyện đã làm cho cái đội tuyển Argentina mất đi cái quyền vào bán kết cũng như là chung kết World Cup 2006. Tiếp theo thì đến World Cup 2010 thì lúc này Messi đã đạt cái tầm tuổi là gần như là đạt cái thời điểm là sức mạnh về phong độ, dẫn dắt cái Argentina tham gia cái World Cup 2010, nhớ là diễn ra ở Nam Phi thì phải. Thì vào cái năm 2010 này thì nói chung là cái đội Argentina cũng rất là mạnh, nhưng mà một cái tập thể nó chưa đồng đều, do đó thì và nói chung là về chất lượng cầu thủ thì năm này thì Argentina nó không bằng năm 2006. Cùng cái thời điểm này thì cái lối đá Tiki Taka của Barcelona được áp dụng cho cái đội tuyển Tây Ban Nha. Thì lúc đó Tây Ban Nha là cũng chưa một lần nào vô địch thế giới, thì được gọi là ông vua dòng loại. Nhưng năm 2010 thì dưới bàn tay dẫn dắt của một huấn luyện viên thì áp dụng của lá Tiki Taka thì Tây Ban Nha đã lần đầu tiên là lên đỉnh của bóng đá thế giới trong trận chung kết với đội tuyển Hà Lan. Thì vào cái năm 2010 này thì cái đội tuyển Tây Ban Nha là một đội tuyển là rất là mạnh. Nói chung thời điểm này nếu mà Argentina có đụng phải một đội tuyển Tây Ban Nha thì cái phần thắng rồi chắc chắn là sẽ không về đến đội tuyển Argentina. Và cái năm 2010 này thì chúng ta biết là được huấn luyện bởi cái huấn luyện rất là ngạo nghễ, đó là Diego Maradona. Một huấn luyện là thích bóng đá đẹp tấn công, nhưng mà về tư duy chiến thuật cho các cầu thủ, về kinh nghiệm thì Diego Maradona không có. Và đó là một cái thất bại hiển nhiên trong World Cup 2010. Thì đến World Cup 2006 thì xin lỗi 2014 thì chúng ta biết là Messi qua đem qua cái Brazil một cái đội hình cực kỳ mạnh. Thì năm 2014 này thì có thể nói là một cái năm mà thiên thời địa lợi cho đội tuyển Argentina, rồi chất lượng cầu thủ rất là đồng đều, một huấn luyện viên cũng rất là tài giỏi, nhưng mà nó thiếu đi một yếu tố, đó là may mắn. Thì trong suốt cả một cái chặng đường dài trong cái chiến dịch World Cup 2014 này thì Argentina đã vào đến một cái trận chung kết gặp đội tuyển Đức. Thì đội tuyển Đức lúc này là một đội tuyển là một cái lứa cầu thủ là cực kỳ đang ở cái độ chín mùi cầu thủ, từ tầm 30 trở lại, đó là chất lượng cầu thủ cực kỳ tốt và chinh chiến rất là nhiều ở giải đấu của châu Âu, và được một huấn luyện viên là tài năng là Jürgen Klopp huấn luyện. Thì Argentina là đã thiếu may mắn trong cái trận đấu chung kết năm đó. Thì năm đó là một trận chung kết như là rất là kịch tính, rất là gọi là cầu cưa với nhau. Thì mãi đến là phút cuối thì Mario Götze của cầu thủ mà đang thi đấu cho Borussia Dortmund lúc đó đã ghi một bàn thắng gọi là quý giá như vàng để mang về cái chức vô địch cho cái đội tuyển Cộng hòa Liên bang Đức. Thì tiếp theo thì World Cup 2018 thì diễn ra ở Nga. Thì chúng ta biết rồi, thì ở World Cup 2018 này thì
đội tuyển Argentina mang đến nha là những gọi là những cái công thần đã từng chinh chiến trong cái giải đấu của World Cup 2014, và cũng vì xem đó những cầu thủ công thần mà Argentina đã bị loại sớm, và thêm một phần nữa là chất lượng cầu thủ ở 2018 này thì nó đã xuống dốc, đặc biệt là cái cầu thủ mà gọi là xương sống của đội tuyển Argentina đó là Javier Mascherano đang thi đấu với Barcelona, đã gọi là qua cái xương dốc sự nghiệp không thể gánh vác được cái đội tuyển Argentina. Chúng ta thấy là khi mà cái trận đấu mà Argentina gặp cái đội tuyển Pháp thì chúng ta thấy là khi mà Kylian Mbappé có một cái tình huống cầm bóng dắt với tốc độ cao thì hầu như các cầu thủ của Argentina là ở lại để gọi là hít khói Mbappé. Thì đây là một cái giải đấu mà Argentina đã thất bại gọi là sớm, và một cái giải đấu thì nó làm cho những cái cầu thủ mà được đưa lên báo đài rất là nhiều, tức là một cái chiếc xe gần như 7 người phải chờ từng trận đấu để rước những cái tiền đạo về như là Ronaldo hay là Messi vân vân. Đầu tiên thì 2 người trên chiếc xe, rồi 3 người trên xe, 4 người trên xe, rồi còn 5 người trên chiếc xe chờ đợi là người người mà về cuối cùng mà phải lên xe cuối cùng trong cái những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới ở World Cup 2018, đó là Messi. Thì sau cái World Cup 2018 này thì Messi đã tuyên bố giải từ sự nghiệp bóng đá quốc tế, tức là sẽ giải từ cái đội tuyển quốc gia. Nhưng do cái sự yêu mến của các cầu thủ đội tuyển Nga, đặc biệt là những cái cổ động viên trung thành của Argentina, đề nghị Messi nên trở lại với đội tuyển Argentina. Thì Messi đã trở lại với đội tuyển như thế nào, thì trong cái chiến dịch mà đá cái vòng loại để giành vé ở Nam Mỹ trong World Cup 2022 này đang diễn ra, thì Argentina cùng với Brazil là 2 đội đang dẫn đầu khu vực Nam Mỹ. Thì vừa rồi thì tôi có xem một cái trận đấu mà Argentina được dẫn dắt bởi Messi cách nay cũng vài ngày, đó là đụng Chile trên cái sân nhà. Thì xem một cái trận đấu mà các cầu thủ Argentina đá coi như là rất là gờ gạc, tư duy chiến thuật rất là kém, và cũng rất là may mắn là cầm hòa được cái đội tuyển Chile. Thì đội tuyển Chile hiện nay ta biết là cũng là khá nhiều cầu thủ gọi là da già đi xuống dốc, nhưng mà Argentina thì còn tệ hơn. Thì theo cảm nhận chúng tôi thì không riêng gì Messi tại sao không cùng đội tuyển Argentina vô địch World Cup thế giới, thì qua cái trận đấu với Chile thì chúng tôi thấy rằng là cái World Cup 2022 này nó sẽ sắp diễn ra trong mùa hè năm 2022, thì nếu Argentina mà có cái tham gia giải đấu lớn nhất thế giới lần cuối cùng trong sự nghiệp Messi, thì bản thân tôi cũng nghĩ rằng là Messi sẽ khả năng mà đưa Argentina vào chung kết thôi, chứ không nói là đánh đánh cúp là một cực kỳ khó khăn và gian nan, vì Messi đã 35 36 tuổi rồi, và các cầu thủ của Argentina cùng lứa Messi hiện nay thì cũng đã xuống quân độ rồi. Thế hệ trẻ sau Messi thì chưa được chinh chiến nhiều, như đặc biệt là cái cầu thủ mà có thể dẫn dắt Argentina đó là Dybala, đó là một cầu thủ rất là tài năng, kỹ thuật rất là nhanh, rất là nhẹn, xuất xa rất là tốt, mà đang thi đấu cho Juventus. Mà cũng hiện nay thì trong cái giải Serie A rồi thì Dybala là ngồi trên ghế dự bị rất là nhiều, từ đó làm cho cái phong độ của Dybala là xuống dốc. Số cầu thủ của Argentina thì nói chung là không còn cái khát vọng để mà chinh chiến ở cái đấu giải thế giới lần cuối cùng với Messi năm 2022. Thì đó là mình đã chia sẻ với các cô chú và anh chị em về cái
đội tuyển Argentina mà từ khi Messi tham gia cùng với Argentina vào năm 2006, và lý do vì sao là Argentina không vô địch được cái thế giới này đó là nó sẽ thiếu đi những cái yếu tố mà mình vừa nói, như là chất lượng cầu thủ, rồi đẳng cấp huấn luyện, rồi thiên thời địa lợi, đặc biệt là cái không thể thiếu đó là trong bóng đá, đó là cái may mắn. Thì những cái này thì có những thời điểm thì Argentina có được cái yếu tố này, không có yếu tố kia, nói chung là chưa được hội tụ. Thì đó là cái chia sẻ của tôi. Thì chúc cô chú anh chị em có xem một cái clip, nếu cảm thấy hay thì mình sẽ nhấn vào đăng ký và chia sẻ cùng mọi người cùng xem. Thì cái sắp tới thì tôi sẽ làm một vài cái clip cũng về bóng đá, thì tại sao là cái đội tuyển Hà Lan là chưa một lần vô địch thế giới, mặc dù đội tuyển Hà Lan là có hơn nữa có những cầu thủ cực kỳ chất lượng trên thế giới, nhưng mà vì sao không vô địch thế giới. Các bạn hãy chuẩn bị đón xem. Xin chào và chúc cô bác anh chị em có một ngày mới tràn đầy sức khỏe. Xin hợp.